Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Là đấng đắc thắng, Ngài là dũng sĩ, tướng ngàn quân của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn đắc thắng, và Ngài ban cho chúng con sự đắc thắng đó. Chúng con ngợi khen Ngài, xin tiếp tục giúp đỡ cho chúng con, Chúa, để chúng con có thể bày tỏ sự đắc thắng của Chúa trong cuộc đời của chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin nhận lời chúng con là biết ơn, tạ ơn Chúa về địa vị, về phước hạnh mà Chúa Ngài định sử dụng chúng con và ban phước trên cuộc đời chúng con, hầu cho qua cuộc đời chúng con nhiều người sẽ được phước, được giúp đỡ. Chúng con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu dấu, chúng ta thật là những người được phước. Chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng, đấng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, mở đường cho chúng ta. Trong những lúc chúng ta thấy nguy khốn, dường như không có một con đường nào, Chúa là đấng mở đường cho chúng ta đi. Như dân sự của Chúa đã kinh nghiệm, Chúa rẽ biển đỏ cho họ đi, Chúa rẽ sông Giô-đan để họ có thể đi qua. Chúa Ngài đâu đó công giếng dầu không hề cạn để tiếp trợ. Và bởi phước hạnh Chúa Ngài dành ban và yểm trợ. Thật Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa hay làm phép lạ, đấng mở đường, đấng giữ những lời hứa của Ngài. Chúng ta trải qua những thăng trầm của cuộc sống như Joseph, chúng ta thấy rằng bàn tay của Chúa và sự hiện diện của Ngài vẫn ở đó, và đã đem ông từ chỗ chúng ta thấy, từ một người ở trong tù được Chúa Ngài cất nhắc, để trở nên người cai trị, là cha của Pharaoh, là người dạy dỗ quần thần triều đình của Pharaoh. Chúa Ngài đã sử dụng ông một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Tạ ơn Chúa vì phước hạnh Chúa ban cho chúng ta. Anh chị em, chúng ta tiếp tục cảm tạ Chúa về những gì Chúa Ngài làm. Lời của Chúa nâng đỡ chúng ta như thế nào? Chúng ta kinh nghiệm quyền năng chữa lành của Chúa ra sao? Cuộc đời của chúng ta thấy được sự biến đổi, chúng ta trải nghiệm Chúa như thế nào? Hãy cùng với chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Và chúng tôi cũng khuyến khích các anh chị em đang theo học với chúng tôi qua Facebook Live. Anh chị em có thể đánh vào trong dòng bình luận những lời cảm tạ cho những việc mà Chúa cho chúng ta được kinh nghiệm Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối và kết thúc môn học Một Tấm Lòng, Một Tấm Gương Sáng qua cuộc đời của Joseph. Và chúng ta sẽ tiếp tục học phần còn lại với nhiều sự dạy dỗ mà chúng ta có thể rút tỉa được ở trong ơn của Chúa. Chúng ta thấy những ngày cuối cùng của Joseph được ghi lại cho chúng ta ở trong Sáng Thế Ký chương 50 từ câu 15 cho đến câu số 26. Các anh Joseph thấy cha của mình chết thì nói với nhau: nếu Joseph còn giữ lòng thù hận và báo thù chúng ta về những việc ác mà chúng ta đã làm cho nó thì sao? Họ sai người đến nói với Joseph: trước khi qua đời, cha em có truyền dặn rằng các con hãy nói với Joseph thế này: xin con hãy tha thứ lỗi lầm và điều ác mà các anh con đã phạm khi muốn làm hại con. Vậy bây giờ xin em hãy tha tội cho các đệ tớ của Đức Chúa Trời của cha. Khi nghe những lời này, Joseph khóc. Các anh của ông đích thân đến quỳ trước mặt ông và nói: này, các anh chỉ là nô lệ của em. Joseph nói với họ: các anh đừng sợ, tôi thay thế cho Đức Chúa Trời sao? Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Vậy các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Joseph an ủi các anh, dùng lời lẽ êm dịu mà nói chuyện với họ. Joseph và gia đình cha của ông sinh sống tại Ai Cập. Joseph sống được 110 tuổi. Ông được thấy con cháu của Ephraim đến đời thứ ba, và cả các con của Maki, con của Manasseh, cũng được sinh ra trên đầu gối của Joseph. Joseph nói với các anh: tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh em, đem anh em ra khỏi xứ này để trở về xứ mà Ngài đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Joseph bắt con cháu Israel thề rằng: khi Đức Chúa Trời thực sự thăm viếng anh em, thì anh em sẽ đưa hài cốt của tôi ra khỏi xứ này. Và Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta dùng thuốc thơm ướp xác Joseph và liệm trong một quan tài tại Ai Cập. Tạ ơn Chúa vì đoạn cuối của cuộc đời của Joseph cho chúng ta nhiều
Thì bài học rất là quan trọng. Chúng ta thấy rằng Joseph, ông trấn an các anh em của mình. Khi cha của ông qua đời là lúc ông 56 tuổi. Thì chúng ta thấy rằng các anh của ông bây giờ sợ. Vì sợ là khi cha còn sống thì Joseph có thể nể cha mà không trả thù các anh. Bây giờ cha qua đời thì các anh sợ rằng Joseph sẽ bày tỏ cái sự trả thù. Nhưng mà họ không biết rằng Joseph là người của khải tượng. Ông là người đã học được, biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ông đã trấn an các anh. Ông phải khóc vì thấy các anh của mình cho đến giờ phút đó vẫn chưa thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cho nên ông đã trấn an họ. Chúng ta cũng để ý các câu kinh thánh này cho chúng ta thấy nhiều hình ảnh đã ứng nghiệm. Câu số 18, các anh của ông đích thân đến quỳ trước mặt ông và nói. Chúng ta thấy một cái dấu hiệu mà chúng ta thấy nó ứng nghiệm một lần nữa. Điều mà Chúa đã cho Joseph thấy khi ông còn nhỏ, còn trẻ. Đó là các anh của ông sẽ quỳ xuống trước mặt ông. Các ngôi sao của các anh cũng quỳ xuống trước ngôi sao của anh. Thì chúng ta thấy ở đây hiện ra trước mắt ông. Các anh của Joseph đích thân đến quỳ trước mặt ông khi nói chuyện với ông. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Joseph đã bày tỏ cho điều mà chúng ta thấy một cái gương thật sáng, cũng là một nguyên tắc dạy dỗ chúng ta. Đó là các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Ông nhận biết Đức Chúa Trời là đấng có quyền để có thể đem những chuyện nhiễu nhương, những điều gian ác của những người chung quanh họ làm cho chúng ta. Ngài có thể biến nó, khiến cho mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Ngài. Và thật là một bức ảnh tuyệt vời chúng ta thấy liên tục được dạy ở trong lời của Chúa. Rồi này giúp cho chúng ta là những người con Chúa. Trong cuộc đời đi theo Chúa, cũng như trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, sẽ có những lúc chúng ta trải qua những cái giai đoạn, những cái giây phút mà chúng ta thấy người lân cận có thể làm hại chúng ta. Vì ganh tị, cũng như là vì cái lòng gian ác của họ. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta là những người tin Chúa, là con cái của Ngài. Chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng, đấng có thể sử dụng những điều đó, Ngài gom nó lại để làm ích cho chúng ta. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, khi chúng ta chịu những cơn thử lửa, thử thách ở trong đời sống của chúng ta, thì nó như là những cái người thầy khó tính, nhưng mà rất cần ở trong đời sống của chúng ta để giúp cho chúng ta nên người. Joseph nhìn thấy tay của Đức Chúa Trời trong mọi bất công. Và đây là điều mà chúng ta phải học nơi ông. Ông luôn bày tỏ lòng nhân từ và sự tha thứ cho họ. Các anh trong lòng ganh ghét chúng ta thấy ở trong phần đầu của cuộc đời của ông. Khi nghe ông chia sẻ những điều Chúa cho ông thấy, thì họ không có một lời tử tế nào để nói với ông hết. Nhưng mà Joseph thì ông không lấy những cái điều ác trả ác. Mà chúng ta thấy rằng Joseph đối xử với các anh bằng cách là ông lấy những cái lời hết sức là tốt đẹp, lời lẽ êm dịu mà nói chuyện với họ. Đây cũng là điều Chúa nghe dạy chúng ta. Chúng ta khi làm ơn cho những kẻ thù của mình, rót nước cho họ uống, thì chúng ta lấy những cái điều lành, những cái điều tốt để chúng ta đối lại với những điều ác họ làm cho chúng ta. Thì chúng ta bày tỏ chúng ta là con của cha chúng ta trên trời. Đấng đã lấy những phước hạnh và những điều tốt lành để Ngài đối xử luôn với những tội nhân. Vì Chúa Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, và Ngài là Đức Chúa Trời nhìn thấy những tiềm năng của những việc có thể xảy ra khi chúng ta đi trong con đường Chúa đi, giao cái sự phán xét vào trong tay của Chúa. Joseph tại đây nói với các anh, tôi, các anh đừng sợ, tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Ông thấy được cánh tay của Đức Chúa Trời ở trong ơn của Ngài. Ngài là đấng cầm quyền tại trị. Và anh chị em trong bước đường đi theo Chúa cũng như trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta nắm bắt lẽ thật này, sẽ giúp cho chúng ta trong lúc trải qua những sự tấn công, bắn phá, chụp mũ của những người lân cận, luôn cả những người đồng lứa của mình, những bạn đồng lao của mình,
thì sẽ giúp cho chúng ta vượt qua một cách dễ dàng hơn, vì chúng ta biết công đức Chúa Trời thấy hết tất cả mọi sự. Và những gì Ngài ban cho chúng ta, lời hứa của Ngài, thì Chúa cũng là đấng tỉnh thức để làm thành những việc đó. Khải tượng mà Chúa Ngài cho chúng ta, nếu nó có trì trễ, hãy vững lòng, vì sớm muộn thì nó cũng sẽ đến. Vì Đức Chúa Trời khi Ngài sai lời của Ngài đi ra, sẽ không trở về một cách luân nhân. Tạ ơn Chúa. Sáng Thế Ký chương 50 từ câu 22 đến 26 cho chúng ta thấy cái phần cuối của cuộc đời của Joseph được tóm tắt ở tại đây. Mặc dù vậy, chúng ta biết rằng khi cha qua đời, câu chuyện này đang nói đó, thì lúc đó ông chỉ mới 56 tuổi. Nhưng mà khi ông qua đời là 110 tuổi. Như vậy chúng ta thấy hơn nửa thế kỷ sau được tóm tắt trong mấy câu ngắn gọn. Bởi vì Joseph đã bày tỏ một cái gương rất là rõ ràng. Ông đã thắng được cái ước muốn hay là những cái lòng muốn trả thù. Ông đã giải quyết được những vấn đề mà chúng ta thấy rằng con người chúng ta phải đối diện. Khi ông đặt tên cho hai con trai của mình, để chúng ta thấy rằng ông đã giải quyết được những trăn trở đó trong tấm lòng của ông. Thì 50 năm còn lại trong cuộc đời của ông, 50 năm hơn còn lại trong cuộc đời của ông, chúng ta thấy lời của Chúa tóm tắt lại cho chúng ta những điều rất là tuyệt vời, mà cho chúng ta thấy rằng ông thật là một người có đức tin và nắm bắt khải tượng từ nơi Chúa. Joseph và gia đình cha của ông sinh sống ở Ai Cập. Joseph sống được 110 tuổi. Ông được thấy con cháu của Ephraim đến đời thứ ba. Và các con của Maki, con của Manasseh cũng được sinh ra trên đầu gối của Joseph. Joseph nói với các anh em: tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh em, đem anh em ra khỏi xứ này để trở về xứ mà Ngài đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Và Joseph bắt con cháu Israel thề rằng: khi Đức Chúa Trời thực sự thăm viếng anh em, thì anh em sẽ đưa hài cốt của tôi ra khỏi xứ này. Và Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta dùng thuốc thơm để ướp xác Joseph và liệm trong một quan tài tại Ai Cập. Cảm ơn Chúa. Tại đây cho chúng ta thấy những lời tiên tri chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng các anh được công bố ra từ miệng của Joseph. Ông là một cái người có đức tin, ông kính sợ Đức Chúa Trời, ông nắm giữ khải tượng mà Chúa Ngài đã ban cho, và ông cũng là người biết chương trình của Đức Chúa Trời cho tuyển dân của Ngài. Ông không muốn xác của ông, thi thể của ông chôn ở trong xứ Ai Cập, nhưng mà ông muốn được chôn tại vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ của ông. Cảm ơn Chúa. Điều này cũng nói về hội thánh Israel thuộc linh, đặc biệt trong những ngày cuối rốt. Chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta một cái lời hứa rằng sẽ có một sự thăm viếng lớn lao của Đức Chúa Trời, để hội thánh của Chúa chúng ta tràn đầy ơn của Chúa và kết quả cho Ngài trước ngày Chúa Ngài tái lâm. Chức vụ của Joseph chúng ta cũng thấy ở tại đây. Ông đã nhận biết và Đức Chúa Trời dùng ông để nuôi dưỡng một thế hệ tuyệt vọng. Đáng lý ra họ đã chết ở trong cái nạn đói đó, nhưng mà Chúa Ngài đã hành động và đã cứu tuyển dân của Ngài qua cuộc đời của Joseph. Và ông cũng có mặt để trói buộc quần thần của Pharaoh theo ý của mình và dạy khôn ngoan cho các trưởng lão. Như Thi Thiên 105 câu 22, tác giả của Thi Thiên 105 tóm tắt lại lịch sử của dân Israel và mang một hình ảnh cho chúng ta thấy qua những cái tù đài, những sự khó khăn, chân của ông bị cùm xiềng. Nhưng Đức Chúa Trời cất nhắc ông lên và ban cho ông một cái vị trí, đó là ông dạy cho triều đình của Pharaoh. Và ông dạy sự khôn ngoan cho các trưởng lão. Chúng ta thấy trong việc dạy điềm chiêm bao cũng như kế hoạch để cứu người Egypto, tuyển dân của Đức Chúa Trời, các anh của ông là những người tộc trưởng của Israel trong tương lai. Cũng như thế giới trong lúc bây giờ, và một thế hệ đáng lẽ chết ở trong cái cơn hạn hán đói kém đó, nhưng mà Chúa đã dùng ông để cứu thế hệ của mình. Cảm ơn Chúa. Và phần chính ở trong chức vụ của ông là bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Luôn phải Ra-ôn cũng nói, ông là người có thần của Chúa, thì còn ai, còn tìm được ai khôn ngoan như ông được. Cảm ơn Chúa, ông bày tỏ ơn của Chúa và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bày tỏ xuyên qua cuộc đời của ông. Cảm ơn Chúa. Các cơ đốc nhân Joseph ngày hôm nay cũng vậy. Anh chị em, chúng ta có một lời hứa ở trong những ngày sau rốt này, những người của Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một cách có thẩm quyền
cũng sẽ trói buộc những kẻ nắm quyền thống trị, như Ephesos chương 6 câu số 12. Và đây chúng ta bày tỏ sự khôn ngoan muôn mặt của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, đó là ý định của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ tiếp tục tuôn đổ sự khôn ngoan thiên thượng, bởi sự khôn ngoan nằm ở trong tay của Chúa. Và Ngài có quyền để có thể ban cho sự khôn ngoan. Và chúng ta có thể nhận được qua sự ban phước, qua sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan. Và việc chúng ta nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đã dạy trong chúng ta và Ngài tuôn đổ thần khôn ngoan, thông sáng, thần mưu luận ở trên chúng ta, thì chúng ta sẽ là những người khôn ngoan ở trên đất này. Cuộc đời của Giô-sép cũng bày tỏ một chức vụ hai mặt, gồm có tiên tri và giáo sư. Ông nói tiên tri về những việc là sẽ có một sự thăm viếng thật của Đức Chúa Trời trên dân sự của ông. Ông cũng là giáo sư để dạy cho Israel, cũng như là cho những người trong triều đình của Pharaoh. Cảm ơn Chúa. Và sau khi ông qua đời thì dân Israel tiếp tục được định cư tại Ai Cập. Và họ sinh sôi nảy nở và trở nên rất đông, đến hơn vài triệu người. Thì chúng ta thấy Pharaoh không biết Giô-sép khi lúc bây giờ khi lên ngôi thì đã bắt người Israel làm nô lệ. Mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài đã dấy Môi-se lên để giải cứu họ. Và chúng ta thấy cuối cùng thì tổng cộng họ ở tại Ai Cập ở trong 430 năm. Và giống như lời dặn dò của Giô-sép trước khi ông qua đời, họ đã đem hài cốt của ông khi họ xuất hành, khi họ rời xứ Ai Cập. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng trên thực tế chỉ có 3 người rời khỏi Ai Cập được vào đất hứa mà thôi. 3 con người của đức tin: Giô-suê, Ca-lép và hài cốt của Giô-sép. Cảm ơn Chúa. Hài cốt của ông là một sự làm chứng rằng ông đã tin, và ông căn dặn các em Israel rằng khi họ được Đức Chúa Trời thăm viếng và ra khỏi xứ Ai Cập thì họ phải mang xác, mang hài cốt của ông đi theo vào ở trong miền đất hứa, và nó được chôn ở tại phần đất sản nghiệp tại Sikem. Cảm ơn Chúa, tất cả đều được ứng nghiệm trong ơn của Ngài. Bây giờ chúng ta rút tỉa những bài học cuối cùng về cuộc đời của Giô-sép, những bài học quan trọng. Thứ nhất, chúng ta nhớ người công bình sẽ tiếp tục sinh bông trái dù đến tuổi già cả. Và đây là điều tuyệt vời mà chúng ta cũng có thể mong đợi. Thi Thiên 92 câu 12 đến 15 chép: người công chính sẽ mọc lên như cây kè và lớn lên như cây bá hương ở Liban. Những người được trồng ở trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ qua trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi già cả, họ sẽ còn sinh bông trái thịnh vượng và xanh tươi. Để chứng tỏ Đức Giê-hô-va là chính trực, Ngài là vần đá của con và trong Ngài chẳng có sự bất chính. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta được xưng công bình, chúng ta được cứu, chúng ta ở trong nhà của Chúa, được Đức Chúa Trời trồng chúng ta, thì có một điều mà Chúa Ngài sẽ chứng tỏ để cuộc đời của chúng ta khác hơn tất cả những người ở bên ngoài. Đó là dù đến tuổi già bạc thì chúng ta vẫn còn xanh bông trái thịnh vượng và xanh tươi. Về thân thể chúng ta có thể già đi, nhưng mà cả cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng vẫn kết quả một cách liên tục cho đến ngày chúng ta lìa cuộc đời này. Bởi vì Chúa, phước hạnh của Ngài theo chúng ta, ân điển, phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta. Ngợi khen Chúa. Thứ hai, chúng ta thấy kỷ niệm của người công bình là di sản phước hạnh. Ngay cả sau khi họ chết thì chúng ta thấy rằng Giô-sép ông đã để lại một di sản tinh kính, một cơ nghiệp thuộc linh và lời chứng cho người khác noi theo. Như Châm Ngôn chương 13 câu số 22: người lành để lại gia sản cho con cháu của mình, nhưng của cải của kẻ có tội sẽ dành cho người công chính. Cảm ơn Chúa, điều này cho chúng ta thấy cái bền lâu của cuộc đời của một người công bình. Lại khen Chúa. Cho anh chị em, người Việt của chúng ta người xưa có cái câu là cọp chết để ra, người ta chết để lại tiếng. Chúng ta cảm ơn Chúa, trong Chúa còn chắc chắn hơn nữa. Và cuộc đời của chúng ta, kỷ niệm của cuộc đời của người công bình sẽ là di sản phước hạnh. Như chúng ta thấy, chúng ta trong 6 tuần qua, chúng ta đã học về cuộc đời của Giô-sép. Thật ông đã để lại một di sản mà chúng ta thấy bao nhiêu ngàn năm sau này chúng ta vẫn còn học về cuộc đời của ông. Ông đã để lại một di sản thật là tuyệt vời để giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta vững tin, để chúng ta vẫn để lòng kính sợ Đức Chúa Trời ngay cả khi chúng ta trải qua những ngày đen tối nhất. Cảm ơn Chúa vì di sản mà Chúa cho
ông để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Như lời của Chúa, người lành để lại gia sản cho con cháu của mình. Ngợi khen Chúa. Thứ ba, chúng ta thấy Joseph sở hữu ba điều quan trọng mà các anh của ông không có, cho nên cuộc đời của họ đã thất bại. Thứ nhất đó là một hải tượng đời đời. Cảm ơn Chúa, những lời hứa và những mục tiêu rõ ràng vượt xa hơn cuộc đời này và trong cõi đời đời. Cảm ơn Chúa vì những lời hứa mà Chúa Ngài đã ban cho và Joseph đã sở hữu, ông đã nắm chặt lấy những lời hứa đó để giúp cho ông khi ông qua đời rồi thì hài cốt của ông vẫn tiếp tục nói lên cái khải tượng đó. Ông sẽ được người ta đem hài cốt của ông về chôn nơi miền đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Ông nắm được khải tượng đời đời ở trong cuộc đời của ông. Thứ hai là sự kính sợ và thánh khiết. Cái kết quả của một cuộc đời kính sợ Đức Chúa Trời và giữ cho đời sống mình thánh khiết thì chúng ta thấy, bởi vì Joseph là người có lời hứa của Đức Chúa Trời, cho nên ông không làm sai kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc trả thù hay là buông tay để phạm tội theo sự cám dỗ của vợ của Phô-ti-pha, hay là những cái điều mà chúng ta thấy rằng có thể làm cho ông cay đắng và làm ô uế nhiều người trong chung quanh ông. Nhưng ông giữ một cái tấm lòng của ông kính sợ Chúa và thánh khiết. Thật là một cái việc mà chúng ta thấy Joseph thật sự đã sở hữu điều này. Nó không phải lúc có lúc không, nhưng mà ông đã nắm được, ông đã sở hữu điều này và luôn luôn sống ở trong sự kính sợ Chúa. Dù không có ai chung quanh nhìn, ông vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Vì ông biết rằng Đức Chúa Trời mà ông phục vụ là một Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn tri, toàn tại. Ngài thấy tất cả và Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. Không gì có thể giấu được ánh mắt của Ngài. Cho nên ông kính sợ Chúa và ông giữ đời sống của ông trong sự thánh khiết. Và cảm ơn Chúa, Chúa Ngài ban phước ở trên đời sống của ông. Ông đi một cách ngay thẳng và vượt qua những cám dỗ cũng như sự kiêu ngạo và cay đắng. Thì ông đã để lại một cái phước hạnh, một cái di sản mà chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta cũng đang học ở trong ơn của Ngài. Điều thứ ba ông sở hữu. Đây là một việc rất khó để chúng ta hiểu. Nhưng mà trong Chúa thì chúng ta cảm ơn Chúa, lời của Ngài cao hơn ý tưởng của chúng ta đó, có thể dạy dỗ chúng ta. Đó là Joseph sở hữu cái sự giam cầm, những cái ngày của sự khó khăn. Joseph trải qua và vượt qua nhiều năm tháng khó khăn để phát triển trong ông sức mạnh của phẩm cách và sự khiêm nhường một cách sâu sắc. Anh chị em yêu dấu, đây là một điều mà xin Chúa cho cũng là mục tiêu trong đời sống của chúng ta. Như tôi đã nhắc đi nhắc lại, khi chúng ta đối diện với những thách thức, những thử thách ở trong đời sống, chúng ta có thể trở nên tốt hơn hoặc chúng ta trở nên cay đắng hơn ở trong đời sống của mình. Tùy nơi thái độ chúng ta chọn. Xin Chúa nghe giúp đỡ. Tôi thú thật với anh chị em là những lúc đối diện với những thách thức, những cái sự chụp mũ cũng như là những cái việc mà người ta bởi ganh tị đối xử tệ với mình, thì tôi phải chiến đấu để giữ cho tấm lòng của mình không trở nên cay đắng. Những ngày của sự giam cầm ở trong những sự khó khăn của mình, nếu nó xảy ra một ít, một lúc, thì chúng ta thấy rằng có thể chúng ta trải qua được một cách dễ dàng. Nhưng khi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho chúng ta, cả trăm bề mà nhiều khi nó xảy ra cùng một lúc đó, thì vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ vượt qua được khi chúng ta đã sở hữu trước một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nhận biết đường lối của Chúa khác với đường lối của chúng ta. Đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta, cho nên chúng ta chọn đi con đường cao này trong đường lối của Đức Chúa Trời, thì đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm được những phước hạnh, thay vì chúng ta tự làm cho mình bị mất đi, bị tắc nghẽn. Phước hạnh của Chúa tuôn chảy trong cuộc đời của chúng ta. Thứ tư, chúng ta học được cái sự cai trị và trị vì với Đấng Christ. Cảm ơn Chúa, ông từ chỗ của một cái người bị hại và ông đi từ nhà tù hố sâu, các anh ném ông xuống, bắt ông lên, bán cho ông để người Ismael đem ông đến xứ Ai Cập để bán ông làm nô lệ. Rồi ông vào trong nhà của Phô-ti-pha, bị vợ của Phô-ti-pha vu khống và cuối cùng ông lại ở trong tù. Thì chúng ta thấy ở trong những cái ngày như vậy, ông có một cái tinh thần, một cái gương thật là tuyệt vời để chúng ta học. Để rồi chúng ta thấy rằng sau đó Chúa Ngài cất nhắc ông lên vị trí cao chỉ có thứ nhì sau Pharaoh vì là vua của xứ mà thôi. Chúa Ngài ban cho ông một vị trí rất là cao trong công việc của trị vì.
Thật ra thuộc linh thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã làm cho ông trở nên cha của Pharaoh. Có nghĩa là ông có những cái tiếng nói mà Pharaoh phải nghe theo. Bởi vì Đức Chúa Trời ngày cất nhắc ông. Khải Huyền chương 3 câu 21 đến 22 có lời hứa của Chúa thật là tuyệt vời như thế nào. Người nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta ở trên ngai của Ngài. Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán với hội thánh. Có một phần thưởng rất lớn cho những người đắc thắng. Bạn cho em nhớ, nếu không có chiến trận thì không có đắc thắng. Nếu không có những cái thử thách thì chúng ta sẽ không có những lời chứng. Cho nên chúng ta nhận biết điều này ở trong cuộc đời. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới đã bị tiêm nhiễm của tội lỗi. Thì sẽ có những điều mà chúng ta gặt bởi những cái giống ác mà những người chung quanh của chúng ta họ gieo. Chúng ta nhận biết điều đó. Nhưng mà khi chúng ta trải qua những ngày khó khăn đó, xin Chúa cho để chúng ta giữ tấm lòng của chúng ta hơn hết, vì các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. Thái độ của chúng ta đối diện với những cái ngày đen tối, nó quyết định tương lai của chúng ta. Là chúng ta sẽ mất ơn, chúng ta có thể nằm ở trong cái chỗ bị hoàn cảnh nó đè bẹp chúng ta. Hay là chúng ta đắc thắng, để rồi chúng ta sẽ được Chúa ngày cất nhắc lên, để chúng ta đồng ngồi cai trị với Chúa ở trong ơn của Ngài. Muốn được như vậy, chúng ta phải vượt qua nhiều cái thử thách với ân điển của Chúa. Ân điển là sự ban cho một cách nhân không của Đức Chúa Trời. Là hồng ân mà Chúa ngày ban cho chúng ta. Dù chúng ta không xứng đáng, nhưng ân điển còn cho chúng ta sức mạnh, khả năng, charis, để chúng ta có thể sống đời sống đầy quyền năng và chúng ta có thể làm theo tiếng gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng phải sống một đời sống công chính. Anh chị em yêu nhau, nhiều khi chúng ta thấy người ta buông tay và để cho cái hoàn cảnh khó khăn tạo cho họ trở nên những người không còn công bình nữa. Bằng cùng có thể sinh ra đạo tặc. Những khó khăn có thể đẩy con người của chúng ta đi vào trong cái chỗ chúng ta tìm cách để chiến đấu bằng sức của mình, để chúng ta tranh đấu, để chúng ta trả thù, để chúng ta có thể ngoi lên theo ý của mình và sức riêng của mình. Thì anh chị em, đa phần chúng ta thấy trở nên tồi tệ. Nhưng khi chúng ta đặt lòng tin và nhờ cậy Chúa, xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta, phần của chúng ta giữ lòng của mình luôn trong sạch, thánh khiết ở trước mặt Chúa, thì Đức Chúa Trời ngài sẽ làm công việc của ngài, sự cất nhắc của Chúa chắc chắn sẽ đến. Và một điều khác rất quan trọng mà chúng ta thấy đã bày tỏ xuyên qua cuộc đời của ông Joseph, đó là ông bắt đầu cai trị trong những công việc nhỏ, trung tín trong việc nhỏ, và có những cái trách nhiệm thuộc thể ông đã bày tỏ ra cho chúng ta thấy được. Thật là cái gương cho chúng ta, để chúng ta không để cho những cám dỗ nó đánh hạ và cướp đi khỏi đời sống của chúng ta những phước hạnh mà Chúa ngài muốn ban cho chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Thứ năm, chúng ta thấy được gọi, được chọn và trung tín cũng là một nét tuyệt vời mà chúng ta học được từ cuộc đời của Joseph. Khải Huyền chương 17 câu 14 cho chúng ta thấy chúng sẽ giao chiến với chiên con và chiên con sẽ chiến thắng chúng. Vì chiên con là vua của các vua, chúa của các chúa, và những người ở với ngài, tức là những người được kêu gọi, được tuyển chọn và trung tín, cũng sẽ chiến thắng. Cảm ơn Chúa. Joseph được gọi khi ông làm con. Ông được chọn khi ông làm tôi tớ. Và trung tín khi ông trở nên người cai trị. Chúng ta thấy cái chức quyền không đánh ngã con người Joseph này. Nhiều khi ở trong chỗ khó khăn, thách kém, thì con người của chúng ta có thể đứng. Nhưng mà khi thình lình mình được cho một cái địa vị hay là sự giàu có, thì rất dễ để người ta bị gãy ở trong những cái giây phút như vậy. Nhưng mà Joseph đã bày tỏ cho chúng ta thấy cái ông lên cao. Ông bây giờ có tất cả những thẩm quyền ở trong tay của mình. Thì chúng ta thấy ông không sử dụng nó để trả đũa cho các anh của ông, trả thù các anh của ông, hay là với những người khác. Cảm ơn Chúa. Ông có thể lôi ông quan mà đã quên ông để ông phải ở thêm 2 năm ở trong tù đó, đi ra và ông xử. Tại sao anh hứa là sẽ lên tiếng với Pharaoh để minh oan cho tôi, nhưng anh lại quên tôi như vậy? Không. Joseph, khi ông được ban cho địa vị,
làm quan tể tướng hay là thủ tướng của đế quốc Ai Cập. Ông không dùng cái quyền của mình để trả thù, nhưng mà ông vẫn là một con người như lúc ông còn thấp kém, trung tín, quản lý các thứ ơn Chúa Ngài ban cho, đứng vững trong vị trí mà Chúa Ngài cho. Vì ông nhận biết mình được gọi, được chọn, và ông đã bày tỏ sự trung tín này. Matthew chương 25 câu số 23 cho thấy lời của Đức Chúa Giêsu nói đến trong ẩn dụ của các tà lần. Chủ nói với người ấy rằng: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt người cai quản nhiều, hãy vào chung hưởng niềm vui của chủ người. Xin Chúa cho chúng ta, anh chị em yêu dấu của tôi nhắc nhở và kêu gọi rất nhiều trong sự giảng dài, đó là Chúa Ngài có những việc lành Ngài sắm sẵn trước cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ân tứ Thánh Linh, Ngài ban cho chúng ta những khả năng thiên phú nhằm mục đích để chúng ta sử dụng một cách trung tín, quản lý các ơn mà Chúa Ngài ban cho một cách tốt đẹp, làm lợi nó ra. Chỉ những ai vẫn cho đến giờ phút này vẫn chưa chịu khám phá khả năng ân tứ của mình để hầu việc Chúa, anh chị em xin tôi kêu nài anh chị em làm đi, bởi vì một ngày chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa về những ta lân, những khả năng, những ân tứ mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta đã làm gì? Như đứa đầy tớ gian ác chúng ta đem chôn, hay là chúng ta những đầy tớ trung tín đã làm lợi ra 5 làm thành 10? Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài hứa ban, niềm vui mà Chúa Ngài hứa ban khi Chúa Ngài cho chúng ta thấy ở tại đây. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt người cai quản nhiều. Đó là nguyên tắc của nước trời. Joseph trung tín cho công việc cha giao, đi thăm nuôi các anh. Ông trung tín ở trong nhà của Phô-đi-pha khi ông được giao công việc quản lý. Rồi khi ông vào trong tù, ông vẫn trung tín với công tác mà người cai tù đã giao cho ông để chăm sóc những người tù có chức vụ cao. Ông trung tín trong từng giai đoạn, trung tín trong việc nhỏ, và Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy, và khi Ngài thấy ông đã sẵn sàng, Ngài cất nhắc ông đi thẳng từ nhà tù lên đến vinh của Pharaoh để làm nhân vật thứ hai của cả một đế quốc. Cảm ơn Chúa, trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho những việc lớn hơn trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một điều khác mà chúng ta học được từ cuộc đời của Joseph, ông là hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ. Có một môn học ở trong trường thần học được gọi là học về hình bóng, the type. Khi chúng ta học về những hình bóng ở trong Cựu Ước, thì Đức Chúa Trời, chúng ta nhận biết rằng Ngài sử dụng tuyển dân của Ngài để họ diễn những cái vở kịch, những kịch bản từ nơi những cái luật lệ của họ, từ nơi sự giải cứu của Chúa cho họ ra khỏi xứ Ai Cập, từ những ngày họ đi trong đồng vắng. Thì chúng ta thấy họ diễn trước những điều sẽ xảy ra. Và tại đây Joseph là một người mà chúng ta thấy rằng bày tỏ hình bóng hoàn hảo nhất của Đấng Christ, bởi vì có rất là nhiều điểm tương đồng đến kinh ngạc khi chúng ta quan sát. Tôi đi nhanh, không có thời giờ để chúng ta đi từng phần một. Tôi khuyến khích anh chị em tải tài liệu xuống, mà chúng ta dành thời giờ để chúng ta học, để chúng ta được khích lệ. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có một chương trình lớn, và Ngài cũng sắp đặt những cái kế hoạch của Ngài để chúng ta thấy rằng ở trong Cựu Ước thì chúng ta thấy họ đã sống trong đức tin hướng về thập tự giá. Chúng ta là những người bên sau thập tự giá, chúng ta nhìn trở ngược lại thập tự giá để chúng ta thấy những điều bày tỏ ra về hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Một số những cái điểm tương đồng kinh ngạc mà chúng ta thấy ở tại đây: cả hai đều được cha yêu thương. Chúa Giêsu thì được cha có tiếng từ trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Joseph thì ông được cha yêu thương và may cho ông một cái chiếc áo nhiều màu, được sai đến với các anh em vì các anh mình ganh ghét vô cớ, bị những người xung quanh âm mưu để giết chết. Đối diện với cám dỗ lớn, cả hai đều đi đến xứ Ai Cập. Họ đều bị bán bằng những miếng bạc. Joseph thì 20 miếng bạc, Chúa Giêsu thì bị Judas Iscariot bán với 30 miếng bạc. Bị cáo gian,
và đặc biệt giữ yên lặng và không biện hộ khi bị cáo giảng. Họ hiện diện, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng họ luôn luôn. Chúa luôn ở cùng, ban phước. Chúa Ngài phù hộ Joseph. Chúa Giêsu có sự hiện diện của Chúa Cha đồng làm việc, phán dạy, dẫn dắt ở trên đời sống và chức vụ thánh vụ của Ngài trên đất, được các quan cai tôn trọng. Chúa Giêsu luôn cả người thay đổi đóng đinh Ngài cũng phải buộc miệng lên tiếng, người này thật là con của Đức Chúa Trời. Được đặt để với hai tù nhân, một người hư mất, một người được cứu. Hai vị quan, một người được phục chức, một người bị treo cổ. Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên cướp. Một tên thì chết và đi vào trong sự hư mất. Một tên được Chúa Ngài phục hồi và hứa, ngày hôm nay, người sẽ được ở với ta nơi paradis. Cả hai khoảng 30 tuổi khi bắt đầu chức vụ. Cảm ơn Chúa, cả hai đều có một cái kinh nghiệm bao tên mà chúng ta đã học ở trong Esai 49 câu số 2. Bị giấu trong một thời gian. Chúa Giêsu năm 12 tuổi, chúng ta thấy trò chuyện với những nhà thông thái và những người giảng luật ở tại Jerusalem. Rồi từ năm 12 tuổi cho đến năm Chúa 30 tuổi bắt đầu thánh vụ. 18 năm đó, Kinh Thánh không nói gì về Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy chỉ có tóm tắt, Ngài không ngoan cặn hơn, thân thể phát triển và có một cái sự sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Vậy thôi, và giấu kín Ngài cho đến năm Ngài 30 tuổi. Cả hai đều được tôn cao sau những sự chịu khổ của mình. Cả hai tha thứ và khôi phục các anh em của mình khi họ ăn năn. Cả hai được thăm viếng và tôn trọng bởi tất cả những dân tộc trên đất. Ngài khen Chúa. Đức Chúa Trời ban phước và Ngài làm cho chúng ta được tăng trưởng, Ngài phát triển chúng ta giống như Joseph ở trong đời sống thuộc linh và chức vụ của chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì cánh tay của Chúa và kế hoạch của Ngài. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta là những người được kêu gọi, được tuyển chọn và trung tín, bước đi một cách ngay thẳng với Đức Chúa Trời, không đi sai hướng, có một cuộc sống thuộc linh vững vàng, kiên định và tiếp tục tăng trưởng thuộc linh ở trong ơn của Chúa, cho đến khi chúng ta trở nên giống như Ngài để đồng cai trị với Ngài đời đời. Đây là một cái ngôi trường mà Chúa Ngài muốn dắt tất cả chúng ta đi qua. Xin Chúa Ngài ban phước. Các anh chị em là những người ao ước muốn được Chúa Ngài sử dụng đời sống của mình. Chúng ta hãy theo gương của Joseph, học, bước đi từng bước một trong sự dẫn dắt của Chúa, để rồi chúng ta sẽ được Chúa Ngài cất nhắc lên. Như tôi đã từng chia sẻ với anh chị em, Chúa Ngài nói khi tôi dành nhiều thời giờ để cầu nguyện với Chúa trong nơi kín nhiệm, thì Ngài sẽ sử dụng tôi để hầu việc Chúa ở trước mặt mọi người. Nếu tôi dành thời gian học hỏi lời Chúa trong nơi kín nhiệm, thì Ngài sẽ dùng tôi tại bục giảng trước mặt nhiều người. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta trung tín trong những ngày của sự bắt đầu của sự nhỏ. Trung tín trong việc nhỏ sẽ được Chúa Ngài giao cho chúng ta những việc lớn hơn theo nguyên tắc của Chúa. Một bài học khác rất là quan trọng, đó là vật báo ở trong nơi tối. Đây là một quyền nhiệm của vương quốc của Đức Chúa Trời. Kẻ thù thì nó dành nó cho điều xấu, nhưng mà Đức Chúa Trời thì dành nó cho điều tốt. Cho nên chúng ta hãy học biết. Thứ nhất là biết và tin cậy vào mục đích của Đức Chúa Trời. Chúa có mục đích của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Sáng Thế Ký chương 50 câu 22, Joseph nhận biết điều đó. Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta nhận biết điều đó. Sau này Roma chương 8 câu 28 nhắc chúng ta, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cá nhân tôi học, khi tôi vượt biển, thì tôi bị bỏ lại trong chuyến đầu. Trong khi gia đình của người bác thứ năm và người cô út của tôi, thì tất cả đều đi lọt. Chúng tôi ở lại, gặp những sự khó khăn. Đi chuyến thứ nhì, lại gặp sự đối đãi trong cái đường lối của nước Malaysia, là họ kéo thuyền của chúng tôi trở lại Biển Đông. Sau khi chúng tôi đã cập bến và trải qua sự sống chết. Và cảm ơn Chúa, nhờ cái trải qua đó mà bây giờ tôi nhìn lại, nếu tôi đi được trót lọt
lần đầu tiên, chắc tôi không trải nghiệm được Đức Chúa Trời để thật sự được cứu và được gọi vào trong thánh vụ, nhất là được kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời như tôi đã kinh nghiệm của báo ở trong nơi tối. Trải qua những giây phút khó khăn, chúng ta có thể khám phá ra những củ báo ở trong những cái giây phút đó, ở trong những ngày của nơi tối đó. Trong thời kỳ tăm tối, Đức Chúa Trời có những mục đích dành cho dân sự nói chung, nhưng Ngài cũng có những mục đích riêng biệt cho từng cá nhân hoặc từng nhóm người. Cho nên chị em, xin Chúa Ngài dùng những điều này để giúp đỡ cho chúng ta, những người đang trải qua những ngày của nơi tối. Hãy giữ tấm lòng của mình, giữ lòng kính sợ Chúa, không oán trách Chúa, nhưng vẫn tin nơi Ngài, để Chúa Ngài có thể làm thành mục đích của Ngài. Và mỗi một chúng ta sẽ khám phá ra được của báu ở trong nơi tối trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trong những giây phút như vậy, hãy tìm kiếm Chúa hết lòng. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa khi nhìn lại trong những giây phút thăng trầm trong cuộc đời, thì Chúa Ngài luôn có mặt. Và Chúa Ngài khích lệ, nhưng mà tôi quyết định tấm lòng của mình là bám theo Chúa. Càng khó chừng nào càng bám theo Chúa. Nếu Chúa có giết tôi cũng vẫn đặt lòng tin nơi Ngài. Đó là thái độ mà chúng ta cần có. Trong những giây phút như vậy, trong cái sự nhồi nặng của những sự khó khăn của nơi tối đó, chúng ta sẽ khám phá ra của báo được giấu kín ở trong những ngày đó. Ngợi khen Chúa. Biết và kinh nghiệm Chúa qua thời kỳ tối tăm là điều mà chúng ta cần phải tìm cho được. Trong những giây phút khó khăn trong cuộc sống, chúng ta khám phá ra Đức Chúa Trời của chúng ta đúng theo các danh xưng của Ngài mà Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Như tôi đã từng chia sẻ với anh chị em, có một cái tuần lễ mà chúng tôi vật lộn với Chúa. Nhớ cái khóa đầu tiên khi chúng tôi đi vào trường Kinh Thánh, thì tôi chỉ mượn được của người bạn một số tiền để đóng một phần của học phí. Nhưng mà đến cuối khóa, đến kỳ thi cuối khóa final đó, thì người ta không cho thi bởi vì không đóng đủ tiền. Và trong khi tôi nhận cái lá thư đó và đang học bài để chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa, thì cũng có những giây phút tôi đánh dấu hỏi là: Chúa ơi, con có thật sự nghe tiếng gọi của Chúa để hầu việc Ngài hay không? Chúa thật sự có gọi con để hầu việc Chúa hay không? Mà tại sao cho đến giờ phút này con vẫn chưa thấy được sự tiếp trợ về tài chính? Vì năm trước đó tôi có đi làm, có lợi tức, thì không có xin được học bổng của chính phủ, cái Pell Grant trong thời bây giờ đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta không ngờ, trong những cái giờ gọi là nơi tối đó, khi chúng tôi phải dọn một ít sách vở và quần áo bỏ vào trong cốp xe rồi, để chuẩn bị ăn cái bữa trưa với các bạn rồi chia tay để trở về Houston. Thì cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài cho trong những giây phút cuối cùng đó, thì có một sự tiếp trợ siêu nhiên. Ngài chứng minh rằng Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh, sắm sẵn những nhu cầu. Khi Ngài cho một cặp vợ chồng lái một đoạn đường rất xa lên đến 8 giờ đồng hồ, khi họ đặt câu hỏi với Chúa: chúng con có một số tiền mà chúng con muốn giúp đỡ cho ai đó có nhu cầu, xin Chúa Ngài hướng dẫn cho con. Thì Chúa Ngài đã hướng dẫn họ. Đó là tại một cái trường Kinh Thánh, có 3 sinh viên người Á Châu, trong đó có một người đang rất cần số tiền này. Và họ đã vâng lời lái một đoạn đường rất xa đến nơi trong lúc tôi đang ra xe chuẩn bị để lái về Houston, rời trường về Houston. Thì xe của họ chạy đến, họ quay cửa kính xuống. Ở trong sự sắp đặt thần hữu của Đức Chúa Trời, một cái phong bì được đưa. Sau khi họ đặt câu hỏi: anh có phải là một trong 3 người Á Châu ở tại trường này hay không? Tôi nói: dạ phải. Anh cần một cái số tiền để đóng cho trường phải không? Tôi nói: dạ phải. Họ nói rằng hãy lấy cái phong bì này đi trả tiền rồi đi làm bài thi. Ngợi khen Chúa, tôi chạy vào trong phòng văn phòng của trường, phòng tài chánh của trường, xé cái phong bì tôi ra đưa cho họ cái ngân phiếu. Họ tính xong trả lại cho tôi 2 cái quarter, 2 cái đồng 50 xu, 2 cái đồng bạc cắt đó.
Tôi nhớ bỏ trong túi của mình, trên đường chạy vào trong phòng thi. Cảm ơn Chúa vì Ngài thật sự đã bày tỏ của báo ở trong nơi tối. Con đã kinh nghiệm được Chúa mà không có một cái cách nào khác con có thể kinh nghiệm như vậy. Phải trải qua những ngày chiến đấu, vật lộn, cầu nguyện. Trong khi đó thì Đức Chúa Trời Ngài đang làm việc trong tấm lòng của một cặp vợ chồng người lớn tuổi. Để họ phải lái một đoạn đường xa như vậy. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi kinh nghiệm cái sự sắp đặt ân thần hữu của Đức Chúa Trời. Sắp đặt hết tất cả mọi sự. Ngài là đấng nghe lời cầu nguyện, Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện. Ngài cũng là đấng có quyền để sắm sẵn. Tôi tạ ơn Chúa. Tôi chia sẻ điều này một lần nữa để khích lệ anh chị em. Rằng hãy tìm cho được những của báo trong nơi tối. Chúa, Ngài muốn chúng ta khám phá được ở trong ơn của Ngài. Để rồi chúng ta được biến đổi qua thời kỳ tăm tối. Từ đó, Đức Chúa Trời lại tiếp tục giúp đỡ cho chúng tôi kinh nghiệm được những cái con dấu của Ngài, những cái dấu ấn của Ngài trên đoạn đường chuẩn bị để hầu việc Chúa trong 40 năm qua. Bằng những cái sự tiếp trợ siêu nhiên về tài chánh, về ơn của Ngài, về sự ban phước của Ngài. Và nó luôn xuất hiện ở trong những giờ tối. Khi mình nghĩ rằng không còn cái gì khác, thì Chúa Ngài xuất hiện và bày tỏ ơn của Ngài. Phần B chúng ta nhớ phải canh giữ tấm lòng của mình. Trong ngôn chương 4 câu số 23 nhắc cho chúng ta điều đó. Tình trạng và thái độ của tấm lòng của chúng ta trong thời kỳ tăm tối sẽ quyết định liệu chúng ta có đạt được vật báo hay là không. Cho nên chúng ta hãy đảm bảo cái thái độ của tấm lòng của chúng ta ở trong thời kỳ này. Tin cậy Chúa và miệng cứ cảm tạ Chúa vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Những gì Đức Chúa Trời Ngài gọi, Ngài sẽ tài trợ. Những gì Ngài muốn chúng ta làm, là ý của Chúa, chúng ta sẽ thấy được sự yểm trợ của Chúa. Trong tiếng Anh có một cái chữ rất là quan trọng. Khi chúng ta theo cách chiết tự chúng ta học, đó là cái chữ provision. Mà chúng ta có thể dịch trong tiếng Việt của chúng ta là sự chu cấp. Thì trong đó nếu chúng ta tách ra, chúng ta sẽ thấy có chữ pro, vision, khải tượng. Đức Chúa Trời khi Ngài chu cấp là Ngài yểm trợ cái khải tượng mà Ngài giao cho chúng ta. Cái provision của Chúa, chúng ta đọc chậm lại, provision, provision của Chúa là sự tiếp trợ của Chúa, yểm trợ của Chúa cho khải tượng mà Ngài giao cho chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta khám phá ra đựng của báo ở trong những giờ đen tối, chúng ta biết được Đức Chúa Trời Ngài đang yểm trợ cho khải tượng mà Chúa cho trong đời sống của chúng ta. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Trong những cái giây phút đau khổ cũng như phước hạnh, tấm lòng của chúng ta luôn được bày tỏ. Cái thực chất của nó là gì đó? Nó có thể được bày tỏ ra trong cả hai lúc. Trong phước hạnh, chúng ta thấy có những người khi được phước hạnh, được đầy đủ, thì con người của họ thay đổi. Vì tấm lòng của họ. Và chúng ta thấy điều đó. Có những người mà chúng ta thấy thinh linh được cất nhắc, thay đổi. Luôn cả trong những lúc đau khổ cũng bày tỏ ra con người thật của chúng ta bên trong. Thực chất bên trong của chúng ta, nếu chúng ta, tấm lòng của chúng ta đầy sự cay đắng. Thì chúng tôi dùng cái hình ảnh để anh chị em có thể thấy từ đây. Nó như một cái bong bóng mà chúng ta chứa chất lỏng ở trong đó. Khi áp lực của cuộc đời mà nó nổ ra đó, thì chúng ta thấy cái gì nó chứa trong đó nó sẽ trào ra. Nếu nó là cay đắng, nó sẽ trào ra sự cay đắng. Nếu nó là những cái gì đó ngọt ngào, nó sẽ trào ra những sự ngọt ngào. Cho nên cả hai phước hạnh và đau khổ thì tấm lòng của chúng ta nó đều bị phơi bày ra. Và xin Chúa cho chúng ta để chúng ta nhận biết. Chúa Ngài cho phép những áp lực, Ngài cho phép những sự thử thách xảy ra để Ngài biết tấm lòng của chúng ta thật sự đang ở chỗ nào. Nếu tấm lòng của chúng ta vẫn kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ kiên nhẫn nhịn nhục để rồi đức tin của chúng ta sau khi được rèn tập đó, nó sẽ được trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Và đời sống của chúng ta sẽ không còn thiếu bất cứ điều gì. Nó cũng bày tỏ ra cho chúng ta thấy điều gì thật sự là quan trọng đối với chúng ta. Nó cũng cho chúng ta thấy điều ưu tiên của chúng ta là gì. Sẽ lộ ra. Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta giữ tấm lòng của mình.
Thứ ba, chúng ta cảm ơn Chúa. Đây là cũng là bài học mà Chúa ngài dạy chúng ta rất nhiều tại VBC Hiếu Sinh của chúng ta. Đó là tấm lòng ngợi khen và biết ơn. Chúng ta chọn, như chúng tôi khích lệ anh chị em, mỗi ngày thứ tư, một trong những điều chúng ta cần phải làm mà làm thường xuyên đó, đó là chúng ta trở lại cảm ơn Chúa cho những việc mà chúng ta kinh nghiệm Chúa, Chúa cấp ban phước chữa lành trên đời sống của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta hết lòng ngợi khen Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì bí quyết để có thể thắng tội lỗi là tâm linh vui mừng và biết ơn. Cảm ơn Chúa. Biết ơn là chìa khóa chiến thắng và bước đi với Chúa. Nó chiến thắng mọi sự cay đắng, than phiền và mọi tình huống khó khăn. Nó khiến cho chúng ta thu hút đối với Chúa. Vì khi chúng ta ngợi khen, khi chúng ta ngợi khen thì chính Chúa ngài sẽ đến và nhận những lời ngợi khen đó. Khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa có thể sai thiên sứ của ngài để đem sự đáp lời đến cho chúng ta. Mà thiên sứ thì không phải là toàn năng như Đức Chúa Trời. Họ đầy quyền năng đó. Nhưng mà cũng có những lúc như thiên sứ Gabriel phải chiến đấu với vua của Pharisee. Khi thiên sứ Gabriel đem sự đáp lời của Đức Chúa Trời đến cho Daniel. Cầu nguyện. Chúa có thể sai thiên sứ để đem sự đáp lời đến. Nhưng khi chúng ta ngợi khen thì Chúa ngài sẽ đến. Vì ngài ngự giữa những tiếng ngợi khen của tượng dân của ngài. Ngài cũng sẽ đến như Chúa ngài đã bày tỏ quyền năng của ngài làm rúng động đất, cửa ngục tù cũng như xiềng xích khi Phao-lô và Si-la ngợi khen Chúa trong ngục. Ngợi khen và biết ơn. Quán trách không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và khiến chúng ta đánh mất ân huệ của ngài. Quán trách thu hút tà linh và ma quỷ vì đó là thức ăn của nó. Quán trách dẫn chúng ta đến thất bại mà ngợi khen sẽ dẫn chúng ta đến thành công. Giữ tấm lòng của chúng ta hơn hết. Vô ơn có thể dẫn đến sa ngã, như chúng ta thấy Roma chương 1 câu 21. Đáng lý người ta phải thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta thấy rằng họ đã không ngợi khen Đức Chúa Trời. Và cuối cùng Chúa ngài ngoảnh mặt đi, thì chúng ta thấy rằng họ đã làm những điều ô uế không biết chán, phạm tội mà không biết chán. Luôn cả đàn ông ung đúc tình dục với đàn ông. Và chúng ta thấy nhiều điều khó khăn xảy ra. Vô ơn có thể dẫn đến sự sa ngã. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa cũng nhắc cho chúng ta đó là của lễ của ngợi khen và cảm tạ. Khi bình thường chúng ta có thể ngợi khen Chúa thì điều đó là điều bình thường. Nhưng khi chúng ta sống ở giữa những sự khó khăn, những ngày của đen tối mà chúng ta vẫn ngợi khen Chúa thì đó là của lễ của sự ngợi khen. Chúng ta chọn dâng cho Chúa một cách hy sinh. Đáng lý con có thể dùng cái hoàn cảnh của con hiện tại để con bán than, nhưng con chọn ngợi khen Đức Chúa Trời, ngợi khen danh của ngài, và để Chúa ngài sẽ can thiệp và giúp đỡ cho đời sống của con. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng là sự chuẩn bị. Joseph được chuẩn bị cho cả cơn đối kém, nơi tối tăm đó, và mùa gặt là phấn hưng vinh hiển đã đến. Joseph đã chuẩn bị qua phước hạnh và tối tăm. Cũng vậy, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị chúng ta là những con cái của Chúa ở trong thời điểm phước hạnh và tối tăm này. Chưa bao giờ hội thánh của Chúa được phước như hiện tại. Tôi nói đến hội thánh của Chúa chung đó. Nhưng mà cũng chưa bao giờ hội thánh của Chúa trải qua những cái sự tối tăm như hiện tại. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài muốn giúp cho chúng ta sẵn sàng để cả thời điểm phước hạnh lẫn tối tăm chúng ta vẫn đứng vững và xứng đáng để Chúa ngài cất nhắc và cho chúng ta đồng cai trị với ngài. Cảm ơn Chúa. Mọi điều càng đen tối thì ánh sáng của Chúa sẽ càng sáng. Và những lúc xung quanh của chúng ta tối tăm dày đặc là lúc mà nhu cầu đời sống của chúng ta tỏa sáng là lớn nhất. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta đáp ứng lại mệnh lệnh của Chúa, đó là hãy vùng dậy và tỏa sáng. Vì ánh sáng của Chúa đã chiếu trên cuộc đời của chúng ta và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên chúng ta. Thế giới xung quanh của chúng ta đang ở trong sự đen tối. Nhưng vì ơn của Chúa, vì Chúa ngài đã chiếu sáng cuộc đời của chúng ta hãy chọn đứng dậy và tỏa sáng trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban ơn
để cuộc đời của Joseph. Tấm gương ông đã bày tỏ là nguồn cảm hứng khích lệ chúng ta và lời chứng cho chúng ta thấy chúng ta đang thờ phượng và phục vụ một Đức Chúa Trời hằng sống. Đấng có quyền để có thể biến mọi sự làm ích cho chúng ta. Đấng có quyền để sử dụng chúng ta để đem lại sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người, để giải cứu và giúp đỡ cho thế hệ của chúng ta. Như Chúa Ngài đã hành động xuyên qua cuộc đời của Joseph, ngày hôm nay bởi Thánh Linh của Chúa ở trong mỗi một chúng ta, Ngài cũng có thể hành động một cách lớn lao để khiến cho chúng ta có thể trở nên những con người vĩ đại cho Chúa. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em để chúng ta sẽ học theo gương của Joseph, trang bị để sẵn sàng được Chúa Ngài đưa chúng ta vào sử dụng. Tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em, chúng ta hết lòng hiệp ý và cầu nguyện trong thời gian này. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa vì Thánh Linh của Chúa đã soi sáng để trước giả của Kinh Thánh Môi-se đã ghi lại cho chúng con về cuộc đời của Joseph, để chúng con đã theo học trong những ngày qua. Cảm ơn Chúa vì Ngài biết chúng con cần. Chúa cho chúng con trong thời điểm này của cuộc đời của mỗi một chúng con học về cuộc đời của Joseph, học môn học này vì Chúa biết chúng con cần. Cảm ơn Chúa vì Ngài biết trước, Ngài biết chúng con cần, cho nên Ngài cho chúng con cùng nhau học hỏi những bài học quý giá này. Bởi vì Ngài toan định chuẩn bị dấy lên những cơ đốc nhân như là những Joseph ngày hôm nay, để Chúa Ngài có thể qua cuộc đời của chúng con cứu nhiều người, bảo tồn sự sống đời đời của nhiều người ở trong ơn của Ngài, bởi quyền năng của Chúa ban cho đổ đầy trong đời sống của chúng con, bởi sự khôn ngoan mà Ngài ban cho chúng con sẽ là những người tiên tri và giáo sư cho thế hệ của mình. Như Chúa Giêsu đã truyền lệnh, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, dạy dỗ muôn dân, bởi vì Chúa Ngài định chúng con là những người đi dạy dỗ. Bởi sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho, như Chúa Ngài đã dùng Joseph như thế nào, xin ban ơn và sử dụng chúng con như vậy cho thế hệ của chúng con, cho gia đình, gia tộc của chúng con và cho dân tộc của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa bởi sức toàn năng của Ngài. Ngài ban cho khi chúng con nhận biết mình yếu đuối là lúc mà quyền năng của Chúa có thể được thể hiện một cách trọn vẹn nhất, có thể dẫn đưa chúng con qua những ngày của nơi tối và cho chúng con trong những giây phút đó khám phá ra những của báu lớn lao phước hạnh để chúng con có thể sử dụng và làm nguồn phước cho muôn người, để là những di sản tốt đẹp cho thế hệ đi sau chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nguyện xin Chúa ban ơn trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa. Chúng ta sẽ gặp lại trong các môn học, trong những lớp học kế tiếp của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.